bạn biết tên nhân vật trong bài hát đấy là gì không? Để các bạn trả lời câu hỏi đấy thì các bạn hãy cùng lắng nghe cô kể cho các bạn một câu chuyện. Mèo đi, các bạn cùng lắng nghe nhé. Vườn cổ tích kỳ diệu, mèo đi câu cá. Trong rừng sâu có một con sông nhỏ, dưới sông có rất nhiều cá. Nơi đây có một mèo mẹ và một mèo con Mimi. Hôm nay trời thật sáng, Mimi và mẹ cùng nhau đi câu cá. Nó quyết định thi với mẹ xem ai câu được nhiều cá hơn. Chờ một lát, cần câu vẫn không chút động đậy. Mimi hơi sốt ruột, nhưng mèo mẹ vẫn ngồi yên lặng ở đó. Lúc này, một chú chuồn chuồn bay tới. Cứ bay đi, bay lại trước mặt Mimi, cuối cùng đậu trên cần câu của Mimi. Mimi đặt chiếc cần câu xuống, đánh đổ cả xô nước cạnh mình, quên cả cuộc thi với mẹ, liền chạy đi bắt chuồn chuồn. Chuồn chuồn càng bay càng xa, Mimi không bắt được chuồn chuồn, vô cùng buồn bã, đành quay trở về. Mimi nhìn thấy mẹ đã câu được con cá to nên rất lo lắng, lại bắt đầu ngồi xuống câu. Lúc này, một con bướm bay tới, cứ bay xung quanh mèo con. Mimi đuổi bắt bướm một lúc lâu, bướm càng bay lúc càng xa, Mimi vẫn không thể nào bắt được, đành quay trở về. Lúc này, Mimi thấy mẹ lại câu được một chú cá to nữa, Mimi cảm thấy rất kỳ lạ. Mẹ cười và nói Mimi, con một chốc bắt chuồn chuồn, một chốc lại vợt bướm, làm sao có thể câu được cá đây? Mimi nghe lời mẹ, liền kiên nhẫn ngồi câu cá. Chuồn chuồn và bướm cứ bay qua, bay lại quanh Mimi, nhưng nó làm như không thấy, chuyên tâm ngồi câu cá. Một lát sau, hay, sợi dây bắt đầu kéo xuống, cần câu bắt đầu động đây. Mimi cố gắng hất cần câu lên, nhưng cần câu cong thế nào cũng không hất lên được. Xem đây là một chú cá lớn rồi. Mẹ cũng tới giúp Mimi. Quả là một chú cá lớn. Mimi mừng rỡ hét lên, con câu được một chú cá lớn rồi mẹ ơi. Mẹ xoa xoa đầu Mimi nói, con thật giỏi, chỉ cần chuyên tâm, làm việc gì nhất định sẽ thành công. Mimi và mẹ cùng nhau xách rổ cá cầu được, vui vẻ bước về nhà. Cô Mẫn vừa kể xong câu chuyện mèo đi câu cá rồi đấy. Các bạn biết vì sao lúc đầu bạn mèo không câu được cá không? Bởi vì bạn mải chơi, đuổi bướm, bắt chuồn chuồn. Nhưng sau khi nghe lời khuyên của mẹ, bạn ấy đã tập trung và câu được cá. Trong câu chuyện, khuyên chúng mình là ai giao cho chúng mình công việc gì? Chúng mình nên hoàn thành tốt công việc của mình.